Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và sáng sớm mai, mưa rào và dông được dự báo chỉ xuất hiện thoáng qua với lượng rất ít và mang tính chất địa phương ở Tây Nguyên. Tiết trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho tới 19 độ. Còn Nam Bộ trời khô ráo, nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông là từ 19 đến 21 độ, miền Tây giao động từ 21 cho tới 24 độ. Vào ban ngày, toàn vùng trời có nắng, kéo nhiệt độ tăng nhanh và đạt mức cao nhất trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Ở khu vực Tây Nguyên duy trì từ 27 đến 30 độ và 30 đến 33 độ là mức nhiệt ở các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa bà con, vào mùa khô, các loại cây cỏ kém phát triển dẫn đến tình trạng thiếu hụt lượng thức ăn thô xanh trong tự nhiên để làm thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bà con cần có các biện pháp để bảo quản, chế biến và dự trữ nguồn thức ăn ổn định, đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho đàn gia súc của mình như sau. Đầu tiên là phương pháp phơi khô các loại cỏ, lá sắn, lá cây keo đậu, dơm, lúa. Sau khi thu cắt thức ăn thô xanh thì tiến hành băm nhỏ nguyên liệu và phơi ngay, không chất thành đống để tránh gây mốc, thối, hỏng. Trong quá trình phơi, thường xuyên đảo giúp thức ăn khô đều và nhanh. Lưu ý không phơi quá lâu trong nắng mạnh để hạn chế tổn thất các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại vitamin trong thức ăn. Bước tiếp theo, bà con cho thức ăn đã khô vào bao tải hoặc gom thành đống, nén chặt lại và bảo quản ở nơi khô ráo. Phương pháp thứ hai là ủ dơm khô với ure 4% sẽ cần nhóm nguyên liệu như sau: 100 kg dơm, 4 kg ure và từ 70 đến 100 lít nước. Hố ủ có thể là nền xi măng sạch hoặc là lót túi ni lông. Ure được hòa nước cho tan, sau đó rải đều lên lớp dơm mỏng khoảng 20 cm. Sau đó bà con đảo dơm cho ngấm đều nước ure, dùng chăn nén chặt. Cuối cùng thì phủ kín hố ủ bằng một lớp ni lông để hạn chế nước mưa và không khí vào trong gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng. Khoảng 2 tuần là lấy ra để cho gia súc ăn. Bên cạnh đó thì phương pháp ủ chua thức ăn thô xanh cũng là một cách làm hay để bảo quản giữ trữ thức ăn thông qua quá trình lên men yếm khí. Bà con cần chuẩn bị 100 kg có cắt khúc từ 3 đến 5 cm, 1 kg muối, 4 kg dỉ mật đường, 0,5 kg ure. Các hỗn hợp này trộn đều với nhau và cho vào một bao đựng lớn, nén và cột chặt cỏ trong bao cho đến khi hết không khí ở bên trong bao. Ở phương pháp này, bà con nên để khoảng 3 tuần thì bắt đầu sử dụng trong chăn nuôi là phù hợp. Đến với các thông tin thời tiết, trở ra Bắc Bộ, từ đêm hôm qua, khối không khí lạnh lục địa Trung Quốc có cường độ khá mạnh di chuyển xuống và nén rãnh áp thấp đã gây ra mưa dông ở nhiều nơi. Dự báo từ đêm nay, khối không khí lạnh bao trùm toàn miền và ổn định dần. Do vậy, mưa giảm nhanh nhưng trời rét buốt khi nhiệt độ chỉ từ 12 cho tới 16 độ ở vùng đồng bằng, vùng núi có nơi còn dưới 11 độ. Vào ban ngày, khả năng hưởng nắng gián đoạn, nhiệt độ chỉ tăng lên mức từ 16 đến 19 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 17 đến 20 độ tại phía Tây Bắc Bộ, riêng khu Tây Bắc có nơi là 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trong 24 giờ tới có diễn biến khá tương đồng với miền Bắc khi mà mưa nhanh chóng giảm, chỉ còn diễn ra vài nơi với lượng không đáng kể vào cuối ngày. Trưa chiều trời chuyển nắng với nền nhiệt phổ biến từ 17 cho tới 19 độ. Trong khi đó, phần từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa vẫn chịu tác động đơn thuần của đới gió Đông Bắc từ khối khí lạnh thổi vào điều kiện địa hình, nên những cơn mưa dông còn rải rác, lượng không nhiều, nhưng phần nào gây cản trở đến hoạt động ngoài trời của bà con. Nhiệt độ cao nhất xung quanh mức từ 20 cho tới 24 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, cao nhất từ 17 cho tới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 cho tới 19 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 cho tới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 21 cho tới 29 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 19 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.